Xin chào các bạn, mình là Phô Mai TV. Chào mừng các bạn đến với cuộc chiến của những quái vật khổng lồ kinh dị nhất mọi thời đại. Trước mặt các bạn là con rồng Hydra, quái vật hung tàn nhất trong lịch sử và đã bị đánh bại bởi Hercules. Sức mạnh của nó chính là những cái đầu rồng của nó. Những đầu rồng sẽ phun ra những tia lửa đốt cháy đối thủ. Và những đầu rồng này khi bị chặt đứt thì sẽ mọc thành cái đầu mới, và rất khó để tiêu diệt nó tận gốc. Đối thủ của nó hôm nay cũng rất là đáng gờm nha các bạn. Đối thủ của nó chính là ngôi sao của chúng ta, ngôi sao của những quái vật. Đó chính là quái vật đầu loa, một quái vật rất kinh dị. Sở trường của nó chính là những âm thanh kinh dị được phát ra từ cái loa trên đầu, có thể tiêu diệt đối thủ mà đối thủ không kịp phản kháng được các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến trận chiến giữa quái vật đầu loa và rồng Hydra nhiều đầu. Wow, các bạn thấy không? Quái vật đầu loa đã tung ra những đoàn cước và phát ra những tiếng loa kinh dị, còn Hydra đã phun ra những tia lửa và cố gắng tiêu diệt quái vật đầu loa các bạn ạ. Wow, chỉ trong vòng vài giây thôi thì quái vật đầu loa đã tiêu diệt được rồng Hydra rồi. Có thể thấy được sức mạnh của rồng Hydra. Các bạn ơi, một con rồng Hydra khác đã xuất hiện. Có lẽ đây chính là người yêu của con rồng Hydra khi nãy. Nó đã chứng kiến cảnh người yêu của mình bị tiêu diệt bởi quái vật đầu loa và nó quyết tâm tìm quái vật đầu loa để tính sổ. Các bạn ơi, quái vật đầu loa dường như không quan tâm đến nó, nhưng cuối cùng dưới sự khiêu khích của nó, quái vật đầu loa đã tiếp chiêu nó rồi các bạn ơi, và chúng đã lao vào chiến đấu. Wow, thật là kinh dị. Con rồng này cũng sử dụng những cái tuyệt chiêu của mình, đó chính là phát ra những tia lửa, và quái vật đầu loa cũng không kém, nó đã bay nhào lên phát ra những tiếng loa kinh dị, và con rồng Hydra cái này đã gục ngã rồi các bạn ơi. Nó đã ăn thịt con rồng Hydra mất xác luôn các bạn ơi. Sức công phá của quái vật đầu loa thật sự là khủng khiếp các bạn ạ. Wow, các bạn nhìn xem nó. Các bạn ơi, không ngờ từ đâu bay đến một đàn spider cartoon kép các bạn ơi. Quái vật đầu loa đã tiêu diệt từng con một bằng những cú đấm và tiếng loa phát ra rên rỉ từ cái tai của nó. Nó đã tiêu diệt tất cả những con spider cartoon kép rồi các bạn ơi. Quái vật đầu loa tiêu diệt con vật chỉ trong vài giây, tiêu diệt quái vật cũng chỉ trong vài giây thôi các bạn nha. Thật là kinh khủng quá các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn trên mặt đất, hình như mình thấy là con spider cartoon cat nó đang để lại một cái gì đó các bạn ạ. Một cái cục màu vàng. Hồi nãy rõ ràng mình thấy là cái cục này phát ra từ cái tiếp của nó. Đó chính là trứng spider cartoon cat, các bạn thấy không? Nó đã nở ra thành spider cartoon cat con kìa. Những đứa con này chắc chắn nó sẽ tìm quái vật đầu loa để trả thù cho cha mẹ của nó. Các bạn hãy chờ xem liệu cartoon cat spider có trả thù được cho cha mẹ của chúng nó không. Hình như là con quái vật đầu loa nó chưa thấy những cái con spider cartoon cat con này các bạn ơi. Nó vẫn không có một cái động thái hoặc một cái gì đó. Các bạn ơi, nó đã tiến đến và chạy đến rồi. Hình như nó đã đánh mùi được. Nó đã đánh mùi được spider cartoon cat con rồi các bạn. Và nó đã phát ra những tiếng loa cuối cùng thì ba con spider cartoon cat con đã nổ tung và chết hết các bạn ơi. Điệu nhảy ăn mừng chiến thắng của nó thật là kinh dị. Nó khum xuống và dùng bốn chân của mình bơi chạy liên tục các bạn ạ. Bây giờ để ăn mừng chiến thắng, nó đã gọi rất nhiều đồng đội, bạn bè của nó đến. Đó chính là những con Siren Head khác, đồng loại của nó. Các bạn ơi, nó kêu đó. Không ngờ các bạn ạ, khi Siren Head xuất hiện thì Longhorn cũng xuất hiện luôn các bạn ơi. Có vẻ Longhorn đã thấy được sự nguy hiểm của Siren Head này, và chúng nó đến thành từng đàn, cố gắng cảnh báo cho những con vật và những con quái vật xung quanh biết rằng Siren Head đang tụ họp ở đây. Nhưng thật đáng thương thay, những con Longhorn này đã bị Siren Head tiêu diệt gần hết các bạn ạ. Siren Head tiêu diệt Longhorn cũng chỉ trong vài cú đấm tay thôi các bạn ơi. Quá là kinh khủng luôn. Nhưng Longhorn vẫn xuất hiện và không bỏ cuộc. Hy vọng là Longhorn sẽ chiến thắng đến phút cuối cùng.
rồi các bạn ơi, tất cả Longhorns đều bị Siren Head tiêu diệt, không còn một con nào cả các bạn ơi. Bây giờ có lẽ chúng nó sẽ tiếp tục ăn mừng chiến thắng thôi. Nhưng các bạn ơi, hình như mình có nghe một tiếng động rất lạ. Đó chính là đó chính là Megaho các bạn ơi. Chúa tể của các quái vật đầu loa. Đó chính là người cha của các con, người cha Siren Head. Các bạn ơi, các bạn biết không, Megaho nó ăn thịt Siren Head rất là nhiều luôn các bạn ơi. Không biết nó đến đây có việc gì hay không, hay có lẽ nó đã đánh hơi được mùi của Siren Head các bạn ơi. Nó đã đánh hơi được mùi của các con Siren Head rồi. Và bây giờ chắc chắn nó sẽ tham dự một buổi tiệc Siren Head rất là ngon miệng. Bắt đầu những con Siren Head đã bắt đầu kháng cự rồi các bạn ơi. Con Siren Head đầu tiên đã tan thành đống máu. Chỉ cần một cú phát tài, nó đã lùa những con Siren Head vào trong miệng của mình và cắn tan thành máu các bạn ạ. Quá là sức công phá của Megaho đỉnh của đỉnh luôn. Một con Siren Head vì quá sợ hãi nên đã chết cứng rồi các bạn ơi. Mình không biết là nó đang giả chết hay là nó có một cái âm mưu gì đó. Trong khi con Megaho đang ăn thịt đồng đội của nó đằng kia thì nó đứng cứng đơ đằng đây luôn các bạn ơi. Không biết là Megaho có phát hiện ra nó không. Các bạn ơi, Megaho đã cho nó vào bụng và tiêu hóa nó thành máu rồi các bạn ạ. Quá là kinh dị luôn các bạn ơi. Megaho đúng là chúa tể của các loài quái vật đầu loa mà. Nó đi rung chuyển mặt đất luôn các bạn ơi. Thật là kinh dị luôn. Bây giờ chắc chắn là nó đã rất no bụng, bởi vì cả đàn Siren Head đang nằm trong bụng của nó đó các bạn ơi. Đây thật sự là một buổi tiệc Siren Head, và chắc chắn là con Megaho này rất hài lòng về buổi tiệc này. Nó ở một cái luôn kìa các bạn ơi. Kinh dị quá. Xin chào và tạm biệt các bạn nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi và tặng cho mình một like nha. Bye, hẹn gặp các bạn trong những video sau.